chiếc xe khách 15 chỗ chở 16 hành khách khi đi đến km 10.900 quốc lộ 34 Hà Giang Bắc Mê bất ngờ bị đất đá sạt lở vùi lấp khiến 5 người tử vong. Sáng ngày 13 tháng 7, một lãnh đạo của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê, Hà Giang cho biết vừa xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp xe khách khiến 4 người chết, 4 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào 4 giờ sáng cùng ngày tại km 10.900 quốc lộ 34 Hà Giang Bắc Mê, xã Yên Định, Bắc Mê. Chiếc xe khách 15 chỗ đi từ thành phố Hà Giang vào huyện Bắc Mê, liên tuyến sang Cao Bằng. Khi chiếc xe khách đi đến khu vực trên thì bất ngờ một khối lượng lớn đất đá sạt lở xuống và vùi lấp xe. Đến 7 giờ sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy 8 người, trong đó có 4 nạn nhân tử vong và 4 người đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Lực lượng chức năng vẫn nỗ lực tìm kiếm cứu nạn. Cho đến 8 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân, nâng tổng số người thiệt mạng lên 5 người. Hiện tại, các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, cứu hộ.